À, thì hôm nay thì anh em mình sẽ tới một cái hồ của một người quen ở sớm. Không có gì hơn thì anh em tụi mình sẽ tiến hành câu ha. Thì nó có dính cá thì đó. Đang nhấp nhấp nhịp và thằng bạn của mình đang kéo vào đó. Y Long, xanh dương, mua bán. Cá này khoảng 2,5 kg ha. Không biết cá lên thì mới biết được. Đang lên cá này bạn ơi, cá lùi rất là mạnh luôn. Căng với bạn. Chúng có cha ta. Mè mè. Mè hả? Rồi, anh em lội cái cá mè lội rất là khỏe luôn nha anh em. Mày xin này rất là đuối tay, không biết có lên nổi không đây. Đang đi cước 8 chấm nha anh em. Dây siêu bền lưỡi chino. Rồi rồi rồi, vớt vớt vớt. Tôi vớt các bạn. Vớt vớt con kia bạn. Ok ok. Đồ má sóc ngang. Bao đẩy luôn. Đừng đừng đưa vợt bạn. Từ từ. Rồi. Ấy cái vợt thủng xuống, ấy cái vợt thủng xuống. Bạn phải học tôi khóa giấc cá nữa rồi. Cái này tôi mới kinh nghiệm à. Đưa vợt xuống hả nhé. Chạy. À. Đừng đưa vợt liền. Đó, đó thì nó vô là xúc liền nha. Giấc cái một thôi đúng không? Cá cỡ này mà không phải cần thủ cái gì nữa bạn. Cần công rất là đẹp luôn nha, nhìn em chưa nổ. Đâu má. Nói xui à. Nó đó. Ờ, cá đấy mà anh em ơi. Má nó nó dầm bể máy nha. Ờ, cá lâu đó khỏe luôn, coi lâu nãy giờ mà vẫn chưa vô bờ được nè anh em. Má nói xui quá hại ơi. Ờ, mới công quá công rồi, nó bắn cái mặt luôn bây giờ. Chuẩn bị xúc nè. Xúc. Trời ơi, đụng chứ được đó. Hồ này khá là sâu nha anh em, cá ở đây khỏe lắm, cá tập gym không à. Xin mỏi tay rồi anh em ơi. Đưa dẫn nước, đưa dẫn nước. Má thấy giật. Thấy giật chạy ra. Còn đây nữa. Chiều các bạn chiều đi coi chừng, cẩn thận cẩn nè. Nổ á. Bạn nói xui bạn. Ai biết được. Cá khỏe quá mà. Dỡ lên đó bạn ơi, đúng rồi, dỡ lên, dỡ lên. Dỡ lên ném hỏi. Ừ. Thử qua đây. Cái lưới cây dài cây hấp dẫn. Không, thấy thấy cái cần cong quá, sợ nó quýnh vô mặt nè. À, cần thủ ghê, quá nhiều cá. À, nãy đang cố gắng nhiều con cá vô bờ, xin. À, cá đang nổi mặt nước đây nè, giờ lên. Đưa vợt xuống nước, xúc, xúc. Rồi, giờ rồi nha anh em. Vợt cần ở hải móm nha anh em. Okay. Anh em cứ ghé hải móm mua vợt chứ cần. Hải móm, móm hoài luôn đi câu với hải là móm hoài luôn. Rồi, clip xin tiếp được dựng ở đây nha anh em. Đây, cá đây. À, cá mèo hoa. Treo luôn.